Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy nghe tin ông Doan bị nộp, Chúa Giêsu lùi về Galilea người rời bỏ nazareth đến ở miền duyên hải thành ca phác naum ranh giới giữa đất zabulun và nephtali để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri isaiah rằng hỡi đất zabulun và miền đất nephtali đường dọc theo biển bên kia sông jordan galilea của ngoại bang dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng, hãy hối cải vì nước trời đã đến gần. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh các xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân tiếng tâm người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đến đem cho người đủ người bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ. Dân chúng đông đảo đi theo người. Họ đến từ xứ Galilea, Decapoli, Jerusalem, Judea và các vùng lân cận bên kia sông Jordan. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây là lần đầu con chia sẻ cho nhóm Đài phát thanh lòng Chúa thương xót. Ồ, nghe đấy, Đài phát thanh lòng Chúa thương xót, có vẻ ghê gớm quá thưa quý ông bà và anh chị em. Bài tin mừng con vừa công bố cho quý ông bà và anh chị em những người đang nghe trên chương trình radio Lòng Chúa Thương Xót đây là vào thứ hai sau Chúa Nhật Chúa Giêsu Hiển Linh. Con phải lặp lại cái từ Hiển Linh là Epithanios trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra. Cái nghĩa đen của nó là dãi ánh sáng ra tiếng Anh gọi là Shining forth tỏa ánh sáng ra lan tỏa ánh sáng ra nhưng mà trong kinh thánh và trong biến cố chúa giêsu hiển linh thì là thiên chúa mặc khải đức giêsu kitô đấng cứu độ không chỉ cho dân do thái mà cho toàn thể nhân loại cho muôn dân khắp cùng bờ cõi địa cầu con đi cái định nghĩa như vậy để rồi con nối vào bài tin mừng thứ hai sau chúa nhật Chúa Hiển Linh mà con vừa công bố cho quý ông bà anh chị em khắp tứ phương thiên hạ đang nghe cái chương trình radio của lòng Chúa thương sau đây. Và trong đoạn tin mừng con vừa đọc cho quý ông bà anh chị em được trích từ tin mừng theo Thánh Matthew câu 12 đến câu 17. Sau đó họ bỏ một đoạn và từ câu 23 tới câu 25. Và trong cái đoạn đầu từ câu 12 tới câu 17 thì họ gọi là câu Tây họ trích lại cái đoạn của sách tiên tri Isaiah rằng hỡi đất Zabulun và đất Nephthalia dọc theo bờ biển bên kia sông Jordan miền Galilee của người ngoại bang câu này con muốn làm đề tài cho bài chia sẻ hôm nay này dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong tối tăm bóng tử thần Dân ngồi trong bóng tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối tử thần. Vậy thì ánh sáng và bóng tối. Trước khi chia sẻ cái việc Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, cho toàn thể thế giới, chúng ta phải hiểu thế nào là ánh sáng, thế nào là bóng tối. Nếu con hỏi ánh sáng là gì, bóng tối là gì? Còn tin quý ông bà anh chị em sẽ trả lời được. Nhưng mà không dễ để định nghĩa thứ quý ông bà anh chị em. Như Thánh Agustino trong cuốn tự thuật thì Ngài nói như thế này. Thời gian là gì? Nếu không có ai chất vấn hỏi tôi, thì tôi biết thời gian có nghĩa là gì. Nhưng nếu để giải thích cho một ai đó hỏi tôi thời gian là gì, thì tôi không biết phải giải thích thế nào. Tương tự như thế thưa quý bà và anh chị em Chúng ta biết ánh sáng là gì Chúng ta biết bóng tối là gì Nhưng bảo giải thích ánh sáng là gì Bóng tối là gì cho một ai đó Chúng ta không thể giải thích được không dễ thưa quý bà và anh chị em Và cũng theo thánh Agustino Cũng trong cuốn tự thuật của Ngài Thì Ngài định nghĩa ánh sáng Và bóng tối thì ngài cũng định nghĩa ánh sáng và bóng tối, thì ngài cũng định nghĩa sự hiện hữu của thiên chúa và sự hiện hữu của ma quỷ. Nó như một cái cặp song đối tương đương với nhau. Thì thánh Agustino định nghĩa như thế này. Bóng tối là sự khiếm khuyết của ánh sáng. Con lặp lại, bóng tối là sự khiếm khuyết của ánh sáng, có nghĩa là bóng tối là nơi thiếu ánh sáng và khi ánh sáng đi đến đâu thì ngay lập tức nó đẩy lui bóng tối vậy thì thật ra là bóng tối không có hiện hữu quay trở lại vậy thì thiên chúa và sự giữ thì sự giữ là nơi không có sự hiện hữu nơi khiếm khuyết thiên chúa sự giữ bản chất của nó không hiện hữu cũng như bóng tối bản chất của nó không hiện hữu vậy thì bóng tối là nơi không có ánh sáng nơi khiếm khuyết ánh sáng sự giữ là nơi khiếm khuyết thiếu vắng thiên chúa chúng ta hiểu một chút về định nghĩa theo thánh agustino như thế và nếu chúng ta thường hiểu bóng tối là cái gì liên can tới sự tham lam quyền bính quyền lực và sức mạnh trong khi đó ánh sáng được nối tới là sự công bằng sự tốt lành và bình an nếu hiểu như thế, chúng ta lần dở lại cái sự so sánh trong kinh thánh. Bóng tối và ánh sáng trong kinh thánh, thì ngay trong sách sáng thế, khi trời đất còn hỗn độn, Thiên Chúa gọi ánh sáng đến, ánh sáng đẩy lui bóng tối. Vậy ánh sáng chính là Thiên Chúa, và Đức Giêsu Kitô cũng chính là ánh sáng. Đức Giêsu Kitô chính là ánh sáng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời thưa quý bà anh chị em? Khi nào chúng ta có Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời thì chúng ta có ánh sáng. Và trong bài đọc con vừa nói dân đang ngồi trong bóng tối tử thần thấy một ánh sáng xuất hiện huy hoàng. Vậy ánh sáng huy hoàng chính là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta nhìn vào trong thế giới hôm nay Đức Giêsu Kitô chính là ánh sáng, cho nên cái kết quả của ánh sáng đó là Ngài giảng dạy trong hội đường, Ngài công bố tin mừng và Ngài chữa lành những người bệnh tật. Đức Giêsu chính là ánh sáng, mà là nơi nào có ánh sáng thì nơi đó tin mừng được loan báo và những bệnh tật, những khiếm khuyết bị đẩy lui. Nhìn vào thế giới của chúng ta hôm nay, thưa quý bà và anh chị em, Chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một thế giới mà bóng đêm tội lỗi đang bao phủ. Dấu chỉ của bóng đêm tội lỗi, dấu chỉ của bóng tối là gì? Cứ mà anh em nhìn vào các thông tin trên mạng, các tờ báo, người ta chỉ loan báo những tin xấu. Không có ai loan báo tin tốt cả. Nào là đánh nhau, nào là tham nhũng, nào là trộm cắp, nào là hãm hiếp, nào là buôn bán ma túy xì ke lân vân vân và vân vân tham nhung lần giờ các trang báo quý bạn em thấy toàn là những tin xấu mà con người ngày hôm nay họ thích săn lùng những tin xấu những tin giật gân những tin xấu những tin giật gân người ta lập đi tháng này ngày nọ tuần kia trong khi đó những cái tin tốt người ta đâu có nói vậy chúng ta đang sống trong một cái thế giới gọi là dân đang sống trong bóng tối tử thần làm thế nào để chúng ta thấy ánh sáng huy hoàng chính là Đức Giêsu Kitô. Để thấy được ánh sáng huy hoàng của Đức Kitô, thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải sám hối. Sám hối là để thoát ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, thoát ra khỏi những đam mê, những thói quen xấu của chúng ta để tiếp cận được ánh sáng và khi nào chúng ta tiếp cận được ánh sáng thì ngay lập tức chúng ta đẩy lui bóng tối quý bà quý cô có một cái kinh nghiệm rất rõ vào phòng trang điểm vào phòng vệ sinh nơi mà quý bà ngồi trang điểm cái phòng đấy nó không phải một bóng điện hai bóng điện ba bóng điện bốn bóng điện năm bóng điện tại sao cần nhiều bóng điện làm vậy để nó soi vào cái mặt của các bà khi các bà make up các bà trang điểm thì nó những cái vết tì những cái chỗ lồi nhăn nheo vân uh, vân quý bà biết trang điểm để nó che đi cái khuyết điểm đó thì đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế khi chúng ta có những cái phản ứng tiêu cực chúng ta hay chỉ trích chúng ta hay nói hành nói xấu người khác chứng tỏ chúng ta đang thuộc về bóng tối còn khi chúng ta ít nói hành nói tỏi, ít nói xấu người khác, chúng ta nghĩ tốt, làm việc tốt cho người khác, dấu chỉ chúng ta đang thuộc về ánh sáng. Tại vì Đức Giêsu Kitô là ánh sáng, cho nên Ngài giảng dạy trong hội đường. Mà Ngài giảng dạy đây là giảng dạy những lời vui, đưa ra những tin tốt lành, đưa lại những tin bình an cho người ta chứ không phải đưa lại những tin tiêu cực chúng ta đọc báo chí ngoài đời ngày hôm nay chúng ta thấy 99% là những cái tin tiêu cực. Và chúng ta nghe những cái tin tiêu cực như vậy trong cái thế giới ngày hôm nay chứng tỏ chúng ta cũng đang dần dần bị những cái tin tiêu cực đấy, những cái bóng đêm đấy nó làm tha hóa chúng ta. Vậy chúng ta hãy phải bước ra ánh sáng, đừng để lây nhiễm những cái tin độc đó. Hãy dành thời gian cho lời của Chúa, hãy dành thời gian học hỏi lời của Chúa. Hãy dành thời gian trước Chúa Giêsu thánh thể để ánh sáng thần linh của Thiên Chúa chiếu rọi vào cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta khỏi tiêu cực và chúng ta thấy rõ ràng ba cái hành động của Chúa Giêsu đó là rao giảng trong các hội đường, loan báo tin mừng của nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh tật cho những người khác. Tôi đã có chữa lành được những bệnh tật cho những người khác không? Sở dĩ người ta chưa nghe loan báo tin mừng, người ta chưa trở lại với đạo. Và chúng ta vẫn nghe người ta nói, tôi tin đạo chứ không tin người có đạo. Là bởi vì chúng ta đang dìm mình trong những cái thói hư tật xấu của tối, của bóng tối, của thói đời thế gian. Mà chúng ta không để cho ánh sáng của Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta và cái kết quả tốt lành của hoạt động của trong ánh sáng đó là danh của Chúa Giêsu đồn ra khắp mọi nơi và người ta tuấn đến với Chúa Giêsu và người ta ở lại với Chúa Giêsu. Vậy thì dấu chỉ trong đời sống của chúng ta thưa quý bà anh chị em để có được ánh sáng đích thực và không bị lây nhiễm bởi những cái thứ bóng tối của thế gian đó là chúng ta là những người đem tin vui cho những người khác. Và hôm nay, con chia sẻ cho quý bà anh chị em trong nhóm gọi là Lòng Chúa Thương Xót. Đức Hồng Y Sahara, Ngài nói một cái câu như thế này. Chúng ta hãy coi chừng. Chúng ta đừng đi đánh lừa người khác bằng những cái từ lòng thương xót. Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng ta chỉ khi chúng ta sám hối về những cái tội lỗi của chúng ta con người ngày hôm nay họ cứ nói rằng nại vào lòng thương xót của thiên chúa đúng thiên chúa là đấng giàu lòng thương xót nơi ngài dòng máu thương xót và ân huệ của ngài tuân tràn không bao giờ ngừng nhưng để có được lòng thương xót của thiên chúa thì chúng ta phải sám hối khỏi tội lỗi thiên chúa tha thứ cho chúng ta những tội chúng ta đã phạm nhưng chúng ta chỉ có nhận được sự tha thứ của thiên chúa khi chúng ta sám hối và để đón được ánh sáng hỡi đất zabulun và miền đất Netali dọc theo bờ biển bên kia sông jordan galilee của người ngoại bang dân ngồi trong bóng tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối tử thần để có thể đẩy lui được bóng tối tử thần trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải ấm lấy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Nhưng mà chỉ có thể đón được cái lòng thương xót của Thiên Chúa khi chúng ta sám hối thì Thiên Chúa mới tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta được. Ước chi khi quý mã anh chị em tham dự giờ kinh hay nghe chia sẻ trong radio lòng Chúa thương xót đây, quý mã anh chị em khám phá lại lòng thương xót của Thiên Chúa và chúng ta chỉ có được dìm mình trong lòng thương xót của Thiên Chúa khi chúng ta sám hối và bước đi, bước ra khỏi cái bóng đêm tội lỗi của chúng ta để trở về cùng Thiên Chúa. Thì khi đấy lòng lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể thánh hóa chúc lành cho cuộc đời của chúng ta. Con lặp lại câu nói của Đức Hồng Y à uh, Sarah như thế này, Robert Sarah như thế này. Đừng đánh lừa người khác với cái mỹ từ lòng thương xót Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta chỉ khi chúng ta sám hối về những tội lỗi chúng ta đã phạm. Ước chi khi quý bà anh chị em tham dự các giờ kinh hay giờ radio lòng Chúa thương xót, quý bà anh chị em bước ra khỏi bóng đêm tội lỗi, bước ra khỏi bóng tối, những cái bóng tối trong tâm hồn để ấm lấy ánh sáng của Đức Giêsu Kitô và dấu chỉ hiệu quả của ánh sáng của Đức Giêsu Kitô đó là loan những tin vui loan những tin bình an và đẩy lui những bệnh tật cho những người xung quanh của chúng ta. Có thể bệnh tật về thân xác hoặc là bệnh tật về tâm hồn. Xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chúc lành và thánh hóa cho chúng ta để chúng ta được những chúc lành, những ơn thánh hóa của Thiên Chúa. Quyên bà anh chị em cần sám hối, bước ra khỏi những bóng đêm tội lỗi, bỏ đi những thứ tàn tật, bỏ đi những thứ què quặt, những thứ đuôi mù trong tâm hồn và sống trong đường ngay nẻo chính thì khi đó ân huệ ân sủng lòng thương xót của thiên chúa mới có thể dễ tràn trên cuộc đời của mỗi người chúng ta xin cảm ơn quý bà và anh chị em